Vừa qua, tại Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Ngọc Lặc, Công đoàn ngành giáo dục Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc hội thao Người giáo viên nhân dân cụm miền núi năm 2019. Dự tại lễ khai mạc có đồng chí Mai Công Mãn, trưởng phòng giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, đại diện Công đoàn ngành giáo dục Thanh Hóa, đồng chí Phạm Văn Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc. Với mục đích phát động phong trào, tập luyện, thi đấu, thể dục thể thao cho cán bộ, nhà giáo và người lao động, tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 990 năm Thanh Hóa. Thông qua giải thể thao này, đánh giá kết quả triển khai phong trào thể dục thể thao cho cán bộ, nhà giáo và người lao động trong các đơn vị trường học, phát hiện tạo nguồn để thành lập đội tuyển tham gia giải thi đấu cấp tỉnh cho cụm miền núi. Tham gia thi đấu tại hội thao lần này có 30 đơn vị với hơn 450 vận động viên của các trường trong cụm miền núi. Các vận động viên là cán bộ giáo viên, công nhân viên, đoàn viên công đoàn đang công tác thuộc các trường trung học phổ thông của 11 huyện miền núi. Các môn thi đấu bao gồm môn bóng chuyền, môn cầu lông và bóng bàn, chia theo độ tuổi. Thay mặt cho lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh, Công đoàn ngành giáo dục và lãnh đạo huyện Ngọc Lặc đã trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu. Với tinh thần đoàn kết trung thực cao thượng, các trận đấu diễn ra rất sôi nổi, tinh thần của các vận động viên rất hào hứng nhiệt tình. Các thầy cô giáo ngày thường đứng trên bục giảng rất nghiêm nghị trước mặt học trò, bỗng chốc đã trở thành những vận động viên chuyên nghiệp thi đấu hết mình. Giải thể thao là dịp để nhìn nhận, đánh giá và đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện, thi đấu các môn thể thao ở các đơn vị nhà trường trong cụm miền núi. Đoàn trường trung học phổ thông Mường Lát, chúng tôi xuống đây với 6 vận động viên. Thì do cái quãng đường quá là xa, thì phải di chuyển từ hôm qua. Và mặc dù là số lượng vận động viên ít, nhưng mà đoàn cũng thể hiện cái quyết tâm cao, cố gắng hết sức mình để có thể mang về thành tích chung cho đoàn. Và qua cái hội thao lần này ấy, tôi thấy là rất là thiết thực, rất là bổ ích. Ở trong cái hội thao người giáo viên nhân dân cơ sở Công đoàn Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa tổ chức cụm miền núi, thì tôi là giáo viên Mai Đình Võ, là giáo viên của trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc, tham gia vận động viên thi đấu ở nội dung môn bóng chuyền. Trường tôi thì có lẽ là tham gia với cái lực lượng đông đảo nhất, với 40 vận động viên tham gia và tham gia ở tất cả các nội dung thi đấu. Và thi đấu với tinh thần là cao thượng, trung thực, hết mình và cố gắng sẽ giành được thành tích cao nhất.